Ăn cho sướng. Ok, nào chỉnh lại cam nào, cô chả bao giờ nhìn đến mặt nhỉ. Ok, phải để cô nhìn mặt chứ. Alright. Ok, so one. Ok, mình practice đoạn này nốt nhé, xong mình sẽ học nốt về listening. Ok. Rồi, nào, so this one. Ok, so A or B and complete the sentences and say them out loud. Number one, what happened in the story? First, the princess went to the castle. Yeah, so do you know who is the princess? Công chúa. Yeah, so what is a castle? Lâu đài. Yes. Number two, what happened in the story then? Then là sau đó đúng không? Okay, now then or first she saw a big gate. Then, right? Đúng rồi, là A đúng không? Is it correct? Yes. Or first? A. Okay. Then, right? Then she saw a big gate. You know what is a gate? I don't know. Cái cổng lớn đúng không? Number three, what happened in the story next? Next bằng với then đúng không? Sau đó, next, she, A or B? Like she opened the gate. Opened, right? Opened. Okay, ED. Now number four, what happened in the story? The prince married her. They married each other. So this one is story in the end, right? Nếu mà muốn dùng at the end phải là at the end of something, cuối của một cái gì đó. Còn in the end là cái cuối cùng thôi đúng không? Cuối cùng là gì đó? Okay, complete the questions. Number one, mình có một từ reading cuối cùng đúng không? I am reading the golden starfruit tree. What are you reading? Yeah, what are you reading, right? What are you reading? I'm reading the golden starfruit tree. Number two, what? What happened about the two brothers? What happened? Okay, what happened in the story, right? Is it correct? Yeah, what happened? What is? Rồi, nhưng mà đây có chữ what is cơ. Thế mình không thể dùng what happened được. Now, can you see this one? Có nhìn thấy câu này không? Yes. Rồi, câu này không thể có phẩy S đúng không? No. Yes. Ok, vậy câu dưới này mình không thể đặt câu như thế được. Mình phải đặt câu là gì đấy? Ok, it's about your brother. Ok, câu hỏi là gì nhỉ? Câu chuyện về vấn đề gì đúng không? What is the story? Story about. Ok, câu chuyện về vấn đề gì đúng không? Is it correct? Yes. Ok, so number three, what? The older brother is reading. Anh ta will ready là gì nhỉ? Remember? Ready? Ready là tham lam. Yeah, so what? Hỏi gì đấy? What is the brother? What is brother like? Yeah, what is the brother like? Okay, rồi, very good. Rồi, mình dùng is đây được, mình dùng is đây được bởi vì đằng sau có like nhá. Nhưng mà nếu ở đây có look like, câu hỏi về gì đấy? Look like là hình dáng. Ngoại hình đúng không? Ngoại hình, like. Okay, còn đây là like thôi, như thế nào đúng không? Now number four, what?
of the younger brother. I think he's kind of generous. Now, what they now? You okay? What? I don't know. Nó đang hỏi tính cách đúng không? Câu trả lời là kind and generous, tốt bụng và rộng lượng. Nào, vậy thì câu hỏi sẽ là gì nào? What is the... What is... Tính cách là gì the... nào? Characteristic. Character là... Cái gì? Character là... Nhân vật... À, nhân... Nhân... Nhân vật chính. Okay. Và no, main character mới là nhân vật chính rồi. Character là nhân vật mà mình có characteristic và tính cách. Ok, tính what, cái tính cách nào đúng không? What is the characteristic? What are? Ok, the characteristic of the younger brother. Đâu là tính cách của anh trai đúng không? Rồi, now number 5. Do you like the story? Yes. Do you like the story? Yes, I do. I like it very much. Alright. Rồi, now number 5. Ok, bài này là trước cô đấy. Cô đọc cho rồi đúng không? Yes, cô đọc cho xem rồi đâu. Remember? Yes. Ok, there was a dog under a big table in the kitchen. There was a fly on the dog's nose. Okay, có một con chó đang nằm dưới bàn. À đúng rồi, bàn ăn cơm. Okay, và có một con ruồi đậu trên mũi của nó. First, the dog was very angry. Đầu tiên thì con chó rất là giận dữ. He wanted to catch the fly. Nó muốn gì đấy? Bắt con ruồi, but he couldn't. Nhưng mà anh ta không thể. Because the fly was too small and too fat. Lý do là gì đấy? Quá nhỏ và quá nhanh. Yes, con ruồi quá nhỏ và quá nhanh. Then the dog jumped into the big box. Nó đã nhảy trong một cái thùng to escape the fly, để trốn con ruồi. Next, the fly laughed at the dog. Nó cười vào mặt con chó đúng không? Oh, you are afraid of me. Again. Okay, hóa ra là con chó sợ mình. Okay. Rồi, and she's still around to wait. Con ruồi bay gì đấy? Bay xung quanh để đợi đúng không? Suddenly the fly got stuck in the spider web. Ok, đột nhiên thì con ruồi gì đấy? Bị kẹt ở trong màng nhện đúng không? Ở trong cái màng nhện. Yes. She tried to escape but she couldn't. Đó, cô ấy cố gắng thoát ra nhưng mà cô ấy không thể. In the end, cuối cùng, the spider caught her and ate her all. Và ăn cô ấy hết luôn. Rồi. Now, so... Now, can you look at the picture and tell me what is the first one? First one, the dogs can see a fly. Now, A, B, or C, or D? One A. No. One C. One C. À, đúng rồi. The dog is under the table first, ha? Huh? Ở dưới cái bàn lớn, đúng không? And after, yes, and after that, the a fly into his nose. Bay vào mũi anh ấy đúng không? Okay, and after that, he. Okay, so after the picture, C is. D. B, baby, huh? B. Baby. So he tried to catch. He tried to catch the fly, right? Cô bắt con ruồi nhưng không bắt được, đúng không? After that, yes. he jumped into the box to escape the fly. Nhảy vào trong hộp để xuống con ruồi, đúng không? Ok, rồi sau đó thì sao nhỉ? Last one. D, right? The fly yes. got stuck. The spider wet, right? Wet. Rồi, đã bị kẹt ở trong cái màng nhện con người đúng không? À, màng nhện con nhện đúng không? Is it okay? Yes. Rồi, read the story again and write the answer and tell, can you tell me what happened in the story first? Remember? Đọc lại cái story. Tell me story. Hello, kể cho ông nghe câu chuyện. I don't know. Câu chuyện là con ruồi, em đừng quá nó mà. Rồi, đầu tiên là gì nào?
The dog can see the fly. Now, the dog, ở đâu đã nào? Where is the dog first? I don't know. Remember now, can you see the picture and tell me the story again? Để con nghe câu chuyện nào. Where is the dog at the first one? The dog is under the desk. What's under the table? Quá khứ. What's under the table? Okay, a big table. And after that? And after that, the dog. Nào nói nào, là có một con ruồi trên mũi anh ấy thì nói nào. How can you say? The fly is then the fly on in là trong mũi, trời là trong mũi luôn hả? No, okay, on her on his nose, right? On the dog's nose. Okay, next, what happens next? Tell me. Chó muốn bắt mình. The dog tried, cố gắng trong quá khứ đúng không? Tried, cố gắng làm gì nào? Bắt, nhưng không được. Rồi thì nói nào, how can you say? Tried, I don't know. To catch the fly, catch. Do you know the word catch? It's a cat call. I don't know. Trời ơi, trước vừa cho biết xong. Biết, biết. Có, biết nhưng mà không nói. Vậy thì nói lại cho cô câu đấy nào. Kể lại cho cô câu đấy nào. The dog. Cannot catch the fly. Nào, đầu tiên là anh ấy phải là try it, cố gắng đúng không? Try it to catch the fly, cố gắng bắt con ruồi. However, nhưng mà làm sao đấy? Không bắt được. He couldn't, right? Anh ấy không thể làm được. Why? What is the reason? Because the fly is is very fast and very small. Yes, correct. The fly was very fast and very small, huh? Quá khứ. Okay, rồi tiếp tục nào. Sau đó thì sao? What happened next? Sau đó thì sau khi không bắt được rồi thì sao? Hello, tell me. Hey, I don't know. Rồi anh ấy nhảy ra bức tranh A nè. Anh ấy nhảy vào đâu đấy? Con chó nhảy vào đâu đấy? He jumped into a box because he want to escape her, right? Trốn thoát cô ấy đúng không? Rồi. Yes. Trốn cô ấy rồi làm sao nữa? The fly. Anh à. Rồi the fly làm sao nhỉ? Con người làm sao đây? Rồi, the fly laughed at the dog, right? Rồi, con ruồi cười vào mặt con chó, đúng không? Con nói gì nhỉ? You are afraid of me, right? Rồi, what happened next? Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Hello? The fly bay vào... Flew qua quá khứ nha. Fly, flew. Okay. To another place to wait, right? Chạy ra chỗ khác để đứng đợi, đúng không? Yes. However, she got stuck into a spider web, right? Okay, vướng vào một cái màng nhện, đúng không? And then yes. The spider eat her. It her, right? Ate her. Đã ăn cô ấy, đúng không? Is it correct? Yes. Okay, this one is in the end of the story, right?
Rồi, trời ơi, dạo này lười lắm nhá. Thế sao Lấy đấy? cái gì ạ? Trời ơi, cô có thấy làm gì? Sao không biết có tập trung vào bài của cô không? I don't know. Ok. Cô cảm giác đang làm gì ấy? Right. Ok. So now, wait a minute, huh? Ok. Mình xem hôm trước mình làm đến bài nào rồi nhỉ? Bài này xong rồi nhỉ? Is it Bài này xong chưa? We done, right? We have done. Ok, and now we do the other one. Tiếp nhá, hôm nay mình học tiếp bài listening này. Ok, can you find for me a paper and a pen? Nhìn cho cô Cái tờ này giấy. biết cái này rồi. Yes. Bút lên tờ giấy à? Yes, rồi tí nữa có một vài bài nữa đúng không? Chuẩn bị ngay nè. Ok, write the number 1 and 2. Viết câu số 1 và câu số 2 vào nhá. Tí nữa chọn A, B, C thì mình sẽ viết ra thôi đúng không? Ok, before we do this one, let's read the question first. And so let's look at the picture, right? Ok, bây giờ sẽ nhìn vào bức tranh và nhìn vào câu hỏi trước nhá. Ok, the example is which tiny house a Cathy's new home, right? Câu hỏi ví dụ là gì đấy? Đâu là nhà Cathy đúng không? Ok, the answer is B. Câu trả lời ví dụ là gì nhỉ? B. B. Ok. Rồi, có rất nhiều cây đúng không? O, B and C, what is the difference between B and C? Câu B là câu C thì khác gì nhau? Can you guess? I think it's the same. What is the difference between B and C? B mình có balcony đúng không? C we don't have any balcony. Can you see that? Yes. What is balcony? No, balcony là gì nhỉ? Balcony là cái chỗ để đi đi ra đường. Lan can á, ban công á đúng không? Đấy, con không biết nói lan can. Okay. Rồi, nào number one này, câu số 1 này. Where is the Cathy's house, new house? Ok. Rồi, đâu là nhà mới, chỗ nào là nhà mới của cô ấy đúng không? Ok, now can you see the picture ấy? B and C. Rồi, câu số 1 nhá. Ok, what, tell me what is the difference between the picture A, B and C? Đây là có tầm khoảng mấy nhà, còn B là có nhiều, B là thành phố, còn C là chỉ có mỗi cái nhà thôi. Okay, C is the only one house, right? Is it in the forest and only one house? Okay, A is also in the forest, but we have more house, right? Okay, but B is in the city, is it correct? And a lot of house, okay? No trees, right? Ok, a lot of buildings in a house, right? Chỉ có nhà cao tầng và nhà thôi đúng không? Ok, còn lại C, A và C nó nằm trong gì? Forest, is it correct? Nằm trong rừng đúng không? Ok, with A is a lot of house, but about C is only one. Ok, so what about the number two? What Cathy's new bedroom like? Ok, now phòng ngủ mới của Cathy thì trông như thế nào? Can you see the picture A, B and C? And tell me what is the difference between A, B, and C? A là có vài cái bụi cỏ luôn. Cái gì cơ? Again, one more time. I don't know. Oh, can you see the table? Nhìn thấy cái bàn không? Okay. Now, picture B and picture C, we have a TV, right? A television. Can you see the television? Yes. Okay. And what about the picture A and picture C, the same thing they have? Cái máy gì nhỉ? What is this? Is it the printer? Không phải máy in đâu. I don't know, is it too small? Rồi tí nữa nghe xem nó là máy gì nhá. Is it okay? Yes.
Rồi, và mình có một cái gì nữa, chắc là nó một cái túi, một cái bag cái gì đấy, package, okay. And we have the picture, in the picture C, we have some magazine, một số các tờ báo chí đúng không? On newspaper, can you see that? On notebook, okay, hoặc một số cuốn vở trên đấy đúng không? Many color, can you see that? Is it okay? Yes. Alright, so now you're gonna listen number one and number two first. Okay, you write out the number one and two on your paper and then we start this one. Is it okay? Yeah. Okay, so are you ready? Yes. Alright, so listen here. Part four. Listen and look. There is one example. Which is Katie's new house? Hello, Katie. Did you have a nice weekend in your new house? Yes, thanks, Mr. Brown. It's got a great garden with some big trees for me to climb. Oh, what else has it got? It's got a lovely balcony too. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. Where is Katie's new house? Is your new house in the town near our school, Katie? No, it's in the countryside. In a village? No, there aren't any other houses near us. 2. What's Katie's new bedroom like? My new bedroom is very nice. I've got a desk in it. I can do my homework there. Have you got a television too? No, but I've got a CD player. I love listening to music. That sounds nice. Hello. Hi. I think, yes. Okay, đúng rồi, cô chưa nghe gì cả, cô đang mải. Rồi bây giờ mình nghe lại được không? Is it okay? Yeah. Nghe cô vừa chuyện xong cô bảo sẽ nha. Alright. Nào, cho cô đáp án nữa nào. Number one. Con B, chú ơi, B ơi. Con B, chú ơi. One B, two A đúng không? Không có three đúng không? Chưa nghe đến three đúng không? Rồi, nào nghe thử nha. Let me see. Part 4. Listen and look. There is one example. Which is Katie's new house? Hello, Katie. Did you have a nice weekend in your new house? Yes, thanks, Mr. Brown. It's got a great garden with some big trees for me to climb. Oh, what else has it got? It's got a lovely balcony too. Okay, we have a lot of trees, right? A garden with a lot of trees and a balcony. So, okay, the example B is the correct, right? Okay, so now we move to the number one. Can you see the tick? Now you listen and tick the box. 1. Where is Katie's new house? Is your new house in the town near our school, Katie? No, it's in the countryside. In a village? No, there aren't any other houses near us. Rồi, can you hear the last sentence? Có nghe câu cuối cùng không? Có. There aren't any house around us. Chả căn nhà nào gần tôi cả. Vậy the correct answer sẽ là C. Yes, can you hear that? Có nghe lại không? Do you want to hear again? Có muốn nghe lại không? Rồi, câu đầu tiên bạn nói là gì nhỉ? Okay, your house in the city, right? Okay, the answer is no. Okay, she said that their house is in countryside, not in her village, because there aren't any house around us. Can you hear that? You want to hear again? Yes. Muốn nghe lại không? Chọn này. No. No. Okay, so now number two, huh? Okay, number two, anh chọn là gì nhỉ?
Which one? Ooh, I. Okay, no, let me see. Two. What's Katie's new bedroom like? My new bedroom is very nice. I've got a desk in it. I can do my homework there. Have you got a television too? No, but I've got a CD player. I love listening to music. That sounds nice. Okay. Part the answer is A. A, huh? When I come back, I'm talking to you. 2A. 1B, 2A. Okay. Rồi, nào, nghe thầy mình có cái máy đấy thôi, cái máy gì nhỉ? Yes, vừa nãy mình bán. Máy CD. Rồi, máy đấy là máy CD, đúng không? You want to listen something, right? Ok, without television, không có TV, đúng không? Chỉ có máy CD thôi. Ok, cái này là kiểu radio hay sao? Radio. Ok, with a lot of CD. Cô có tưởng đấy là báo, đúng không? Hóa ra là đĩa CD. Ok, rồi, is it ok? Is it? Dễ không? No. No. Okay. Now, so now we have number 3, 4, and 5. Okay. Before we start. Okay. So again, we can look at the question and pictures here. Is it all right? Now, number 3. What does Katie's dad do? Bố của Katie làm gì, đúng không? Now, picture A, B, and C. Can you see picture A? What is his job? He is painter. Painter or artist, right? Painter or artist. Okay, họa sĩ đúng không? Người vẽ tranh. Okay, so picture B. What is his job? In business, right? In business. Okay, businessman. Okay, một người kinh doanh đúng không? Một người là trong kinh doanh. Okay, he is the boss. Okay, có thể là sếp đúng không? All right, now see in the picture, see? There's a photographer, right? Có thể là người chụp ảnh đúng không? Or he is a recorder, right? Một người quay phim đúng không? The video recorder. Is it all right? Rồi, bây giờ. Okay, now number 4, what is Katie going to have for supper? Okay, do you know what is super? Super là gì nhỉ? Super là siêu nhân. No. No, super siêu nhân là only one P. Okay, super only one P. Một chữ P, nếu mà super có một chữ P thì nó mới là siêu nhân. Còn super này có hai chữ P mà. Can you see the difference? Có thấy khác nhau không? Okay, super, đây có nghĩa là dinner hả? Dinner. Okay, dinner. Can you hear that? Yes. Okay, this one is a meal, một bữa ăn á. Okay, vậy là Katy sẽ ăn gì ở bữa tối đúng không? Now, number, okay, picture A, B, and C. A is soup, right? Một bát canh gì đó. Alright, it's red, really. Okay, now picture B. What kind of food is it, tell me? Really? Salad. Picture C. C là pizza. Pizza, right? Okay, now picture 5. What time does is Katie's mom going to come home tonight? Okay, mẹ của Katie sẽ về nhà lúc mấy giờ tối nay nè? Picture A. Maria, what are you doing? I am 5 o'clock. Which will be? Half past five. Okay, half past five. Now, which will see? She is half past six. Half past six. Okay, very good. So now, are you ready? You have your answer, yes? Ready? Okay, 1, 2, 3. Ready, yeah? I play it now. Okay. 3. What does Katie's dad do? My dad works at home now. Oh? Is he a businessman? No, he's a photographer. He takes pictures for magazines. Oh,
That's an interesting job. 4. What is Katie going to have for supper? I'm going to make supper tonight. Oh, what are you going to make? Can you make pizza or soup? No, I can't make those things. I'm going to make a salad. Lovely. 5. What time is Katie's mum going to come home tonight? Where does your mum work, Katie? She works in a shop. She usually comes home at 5 o'clock, but tonight she's going to be late. Why is that? On Thursdays, the shop closes at 6 o'clock, so she gets home at 6:30. Okay, are you ready? Now we check it out. Now, okay, now question 3. Three C, 4B, 5C. C, okay. 3C, right? Okay, now, nghe là đúng rồi đấy. Okay, now, next one. 3. What does Katie's dad do? My dad works at home now. Oh? Is he a businessman? No, he's a photographer. He's a photographer, right? Photographer. Is it all right? Takes pictures for magazines. Okay, he's take pictures for magazine. Okay, cho báo chí đúng không? Oh, that's an interesting job. Interesting job, một cái nghề thú vị rồi nha. Now number 4. 4. What is Katie going to have for supper? I'm going to make supper tonight. Oh, what are you going to make? Okay, I am going to have a supper tonight, right? Okay, supper tonight. Can you make pizza or soup? No, I can't make those things. I can't make those things, right? Tôi không thể làm được thứ đó, đúng không? I'm going to make a salad. I'm going to make a salad, right? No, salad is the correct answer for D. Lovely. 5. What time is Katie's mum going to come home tonight? Where does your mum work, Katie? She works in a shop. She usually comes home at 5 o'clock, but tonight she's going to be late. Why is that? On Thursdays, the shop closes at 6 o'clock, so she gets home at 6:30. Rồi, now picture A là, picture A nè. Okay, 5 o'clock is the time. Hello. 5 giờ là giờ gì nhỉ? Hello, nó có nhắc đến 5 giờ, 5 rưỡi là 6 giờ đúng không? 6 rưỡi, vậy thì 5 giờ là giờ gì? Làm việc. Tell me. I don't know. I'll listen again one more time. Nói cô nghe nha. Where does your mum work, Katie? She works in a shop. She usually comes home at 5 o'clock, but tonight she's going to be late. Why is that? On Thursdays, the shop closes at 6 o'clock, so she gets home at 6:30. Rồi, now tell me, 5 o'clock is? I'll go shop. Okay, now 5 o'clock is the time that the shop closes normally. Bình thường thì shop sẽ đóng cửa vào lúc 5 giờ. But today, okay, what is the date today? Hôm nay là ngày gì? What is the date in the, okay, in the listening audio here? Ngày thứ mấy ở trong cái bài nghe này? Ngày nghỉ. No, Thursday, thứ năm. Okay, so it's going to close late. Nó sẽ đóng cửa muộn, đúng không? Okay, and the shop closed at 6 o'clock. Okay, nó sẽ đóng cửa lúc 6 giờ. And she will, okay, she is going to come home at 6:30, right? Is it okay? Understand? Đúng nào? Is it okay? Yes. All right. Oh, 5:55? Okay, no. Let me see. 6 o'clock.
So she gets home at 6:30. Half past six đúng không? Oh, tại sao chỗ này đáp án lại nhầm nhỉ? Alright. C, right? C, right? Okay, C is the correct answer. Nhưng mà cô nghĩ là chỗ này là đánh nhầm. Alright, now listen and color. There's one example. Do you know this one in the book? And you are, okay, you are looking at the, okay. You are looking at the book cover, right? Only one is colored here is the pyramid. Okay, can you see the pyramid? The yellow pyramid? Yes. Okay, and the other one is, do you know how many camel are there? 1, 2, 3, 4. 4 camel, right? Is it correct? Yes. This is a race, right? A race. Và một cái cuộc đua đúng không? Okay. One camel is, only one camel is sitting and the other is running, right? Những con khác đang chạy đúng không? Một con thì đang nằm và một con đang, only one walking, một con đang đi bộ đúng không? And one lady, một bà già đang làm gì đấy? One lady is using a bike, right? Đang dùng xe đạp của cô ấy đúng không? Is it correct? Yes. Okay, and this is a race, so we have a true flag, right? Có hai cờ trong bạch đích đúng không? Okay, and we have two pyramids. The first one is bigger and colored, right? Một cái thì đã được, một cái to hơn mà được tô màu đúng không? The second one, no color and smaller. Is it okay? Yes. Rồi, so now, listen and tell me what will be color here. The first one I want you to hear the whole audio. Okay, and tell me what can you hear from that, and then the second one will pause it. Okay. Oh, the first one. Lần đầu tiên cô sẽ cho con nghe cả bài nhé. Và lần thứ hai cô sẽ cho con nghe ngắt đoạn. Is it okay? Yeah. Rồi, so now, are you ready? Yes. Part 5. Listen and look at the picture. There is one example. Would you like to color this picture of a book? Yes, please. What's it about? It's about some people who are trying to win some money in a competition. The first person who arrives at the pyramids wins. Oh, can I color the biggest pyramid? Yes, you can color it yellow. Can you see the yellow pyramid? This is an example. Now you listen and color and write and draw. 1. Can you see the camel on the right? The one that's lying down? Yes. It looks very tired. Shall I color it? Yes. Color it brown. Two. Would you like to write something? Excellent. Can you see the name of the book? There's a word missing. The book is called Race to the Pyramids. Write the missing word, please. Three. And now for some drawing. Can you see the woman with a bike? Yes. What's she doing? It's broken, and she's pushing it. She looks hot. Shall I draw a hat on her head? Yes, and then color it pink. Four. Now, can you see the flag? The one next to the camel? No, the one between the pyramids. Okay. Color it green. Five.
Last, I want you to find the woman who's riding a horse. I can see her. She's wearing a long dress. That's right. Can you see her scarf? Yes. Well, color it blue. Great. She's winning the race, I think. Now listen to part five again. Okay. Now, do you have any color? Have you done yet? Mấy được màu gì, mấy màu gì không? Chỗ nào màu gì không? Khó để biết. Có. Mấy cái bài này khó. Có. Okay, now bây giờ nghe pause nhé. Yes. One. Can you see the camel on the right? The one that's lying down? Yes. It looks very tired. Shall Okay, can you see the camel on the right? The camel is lying down. Vậy là con nào đấy? Lying down. Camel. Con nào đấy? Trong mình là bốn con đúng không? We have four here. So which one are you talking about? Con đang ngồi ấy. Đúng rồi, cái con mà đang nằm đúng không? Lying down. Cái con mà đang nằm xuống đúng không? Ngồi xuống. Okay. Can I color it? Yes. Color it brown. Okay, color it brown. Don't know about me. No. No. Okay, got it. Two. Would you like to write something? X. Do you want to write something? Right? Bạn muốn viết gì đúng không? Em muốn biết gì không? Excellent. Can you see the name of the book? Can you see the name of the book? Rồi, có thấy cái quyển tên quyển sách không? Yes. Yes. Rồi, to the beach. Right. Rồi, bây giờ xem biết thêm những gì nhá. There's a word missing. The book is called Race to the Pyramids. Race. Okay, do you know how to write the word race? Do race? I don't know. Race là gì đấy? Race là gì? Hello? Tell me. Race là cuộc thi, cuộc đua nhé. Thường là những cuộc đua chạy hoặc là... Đấy. Now this one. Race. Okay. Is it okay? Rồi đây cuộc đua đúng không? Is it alright? Yes. Write the missing word, please. Three. And now for some drawing. Can you see the woman with a bike? Can you see the woman with the bike? Trả lời cô nào. Can you see the woman with a bike? Con có nhìn thấy? Yes. Yes. Bà già về xe đạp woman. Không? Yes. Rồi, tiếp tục nè. Yes. What's she doing? What is she doing? It's broken. It's broken. Cái xe đạp nó bị gì đấy? Broken. Gãy. Bị hỏng đúng không? And she's pushing it. And she's pushing it. Bà ấy đang đẩy nó. She looks hot. She looks hot. Bà ấy trông có vẻ bất vả. Shall I draw a hat on her head? Okay, shall I draw a hat on her head? Tôi có thể vẽ cái gì ở trên đầu bà ấy? Cái gì nào? Again, one more time, can you hear me? Vậy cái gì nhỉ? Hot in the hat. And shall I draw a hat in her hat? Hat là cái gì? Mũ đúng không? Rồi. Yes, and then color it pink. And then color it pink. Ok, cái mũ của bà nó phải màu gì? Hello? Red. Trời ơi, vừa nghe xong. Color is pink. Mà lại bảo cô là red. Pink. Pink. Có để ý không vậy? Tập trung không vậy? Cô phát quá hiện này hơi bị tập trung nha. Chỉnh lại cái camera cho cô nhìn mặt thế nào. Toàn cứ nhìn thấy chán không rồi. Không bao giờ nhìn thấy mặt. Alright. What are you doing there? Để cô lại bảo mẹ con tập trung cho con xem con học gì. Alright. Rồi. This one.
Next one. Four. Now, can you see the flag? Okay, can you see the flag? How many flags are there in the picture? Two, right? Go ahead, go. One next to the camel. One next to the camel. Cái mà gần con gì? Lạc đà đúng không? Camel. Okay. No, the one between the pyramids. Okay, no, the one between the pyramids. Okay, cái mà gần hai cái pyramids go. Rồi, vậy là cái còn lại đúng không? Okay. Color it green. Color it green. Green. Đó là màu nấm màu xanh đúng không? Đó đấy. Five. Last, I want you to find the woman who's riding a horse. Last, I want you to find the woman riding a horse. Okay, horse không phải là con horse là con gì nhỉ? A horse. Con ngựa. Yes, chứ không phải con lạc đà đúng không? Good. I can see her. She's wearing a long dress. Okay, now how many women wearing a horse? Wearing okay, carrying a horse here. Có bao nhiêu người đang dùng con ngựa nhỉ? Two, right? Rồi, so which one we are talking about? Con nào mình đang nói về đấy? Bạn nào mình đang nói về? Listen again one more. Lại một số nữa. Five. Last, I want you to find the woman who's riding a horse. Who's riding a horse, right? I can see her. She's wearing a long dress. She's wearing a long dress. Okay. Cô ấy đang mặc một cái váy dài đúng không? Vậy là cô nào đấy? The first or the second? Cái cô đằng trước, cái cô đằng, cái cô đi ngủ. Cô đầu tiên đúng không? Rồi nào. That's right. Can you see her scarf? Can you see her scarf? Có nhìn thấy cái gì của cô ấy không? Scarf. What is it? Scarf. Cái khăn. Đúng rồi, cái khăn đúng không? Đúng không? Yes. Well, color it blue. Great. She's wearing the red. Blue, right? Tô nấm màu xanh đúng không? Is it correct? Yes, I think. Yes. Okay, well done. Good. So now this one is brown. This one is red. This one is pink. This one is green. And this one is blue. Okay, so now. Rồi, mấy giờ rồi nhỉ? What time is it now? I think it's good for today. Rồi, now, do you have any paper and pen there? Yes. Okay, một bài viết nha. Paper, paper. Give me a paper. Yes. Okay. Đây rồi. Let me see. Hôm trước mình viết bài gì nhỉ? Okay, today is Sunday. Con viết rồi, viết rồi, viết rồi. Yes, viết luôn. Today is Sunday. Today is Sunday. Today is Sunday. Put a stop. Lisa. Lisa. No, do you know how to write the word Lisa? Is it then Lisa? Không? L-I-S-A, yeah? Hello?
Hello? Hello, can you hear me? Yes. Ờ, có nghĩa là... Ok, tiếp này. Linda is working. Linda. Lisa. L-I-S-A. Lisa. Lisa. L-I-S-A. Yeah, Lisa is working to the library. Lisa is working. Yes, Lisa. Yes, no, mình đọc Lisa, huh? Lisa is working to the library. Working to library. To the library. To the library. Put a stop. The library is not far from her house. The library is not far from her house. The library. Yes, it's not far from her house. The library is far. It's not far from her house. From the house. From her house. What? Put a stop. She likes going there on weekends. She likes you. Going there on weekends. Put a stop. Yes. She is going to meet her friends there. She is going to meet her friends. She is to meet her friends there. Friends there. Yeah, there. Friends. There. Put a stop. She loves. To read. Chấm nào, to read. Yes, put a stop. She loves to read. With her friends. With her friends. In a nice place. In a nice. And nice này là số 9 này là kiểu nice. Tốt đẹp nice này. Cuối của cô không nice, nice. And quiet place and quiet place place. Có nghe thấy âm cuối của cô không? Không nghe rõ. Yeah, put a stop. She spent. A couple of hours. To read. A couple of hours. To read. Hour. Âm hát là âm câm đó. Giờ. Hour to read. Yeah. Put a stop. Reading is good. Reading is
It always makes her happy. It always makes makes her happy. Make her happy. Put a stop and read that. Make her happier. Yes, make her happy. Rồi, chụp lại bài cho cô nhé. Is it okay? Vâng. Alright, goodbye and see con you. Sao cô không cho con kiểu là viết viết ở cái chỗ chat này, viết cô vừa đọc vừa viết gửi cho cô luôn này. Vừa viết vừa gửi á? Gửi như nào? Viết xong, cô đọc xong rồi gửi cho cô luôn này. Ừ, gửi cô đọc cho con nhé. Cái này kiểu là viết ở chỗ chat này này. Cô đọc vừa viết cô đọc rồi con viết thế là xong rồi. Viết xong rồi gửi cho cô bằng cái chỗ chat đấy luôn. Chỗ chat làm sao con gửi được? Đây là con gõ máy tính à? Gõ máy tính nhìn lâu lắm con ạ. Yeah, really. Thế nhá. Goodbye and see you again. Con mượn máy ảnh của máy tính à? Đấy.